Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa vào ngày 29 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bí quyết tu hành tiến bộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6. Tôi nói với quý vị một vài điều bí mật. Tại sao có người tu hành tiến bộ rất nhanh, có người tu rất chậm, có muốn nghe không? Mọi người đáp muốn, rồi nhiệt liệt vỗ tay. Quý vị đều biết về câu chuyện tôn giả Milarepa phải không? Nếu như có người chưa biết, tôi sẽ giảng phớt qua một lần nữa. Cha của Milarepa chết đi, tất cả tài sản đều bị dì dượng của ông âm mưu sang đoạt mất. Cha của ông mời họ đến săn sóc cho vợ và con. Kết quả, những người thân quyến của Milarepa không những không được săn sóc, mà còn trở thành người công nhân, sống một cuộc đời rất cực khổ, khắc nghiệt đủ mọi thứ, áo quần không đủ mặc, cơm không đủ ăn, đối xử với họ chẳng khác gì người làm vậy, do đó họ đem lòng sân hận. Về sau, mẹ của Milarepa bảo ông đi học phép phù thủy. Sau đó ông dùng thần thông này giết sạch cả 30 mấy người trong gia đình của dì dượng. Vì nghiệp chướng này, Milarepa rất khó tu hành. Ông giết hại những người ấy rồi mới hối hận, trong lòng hết sức lo sợ. Vị sư phụ dạy hắc thần thông cho ông, nói với ông rằng, người hãy mau đi tìm minh sư mới có thể cứu được mạng của ngươi. Tìm được rồi, người hãy trở lại cứu ta, nếu không cả hai chúng ta đều xuống địa ngục, vì dùng thần thông phù thủy giết người nghiệp chướng quá nặng. Milarepa nghe những lời này, đương nhiên vội vã đi tìm minh sư. Sau khi tìm được minh sư, dù ông dùng cách nào, thầy của ông cũng không dạy cho ông, mỗi ngày bảo ông làm công việc cực nhọc, làm đến kiệt sức. Có những lúc thầy của ông bảo mang những tảng đá lớn lên núi, sau đó lại nói với ông, không được, hãy mang trở xuống. Kết quả khi ông mang trở xuống, lại bảo ông mang trở lên, rồi còn bảo ông cất nhà, sau đó lại phá vỡ đi, đập vỡ, rồi lại kêu cất lên, khảo nghiệm ông hơn 7 năm trời, cuối cùng mới dạy ông tu hành. Chúng ta nghe nói, gặp minh sư một lần, chỉ cần thành tâm cũng được kể là tâm ấn. Tại sao Milarepa sống chung với sư phụ của ông mỗi ngày cực khổ tu hành, hơn 7 năm trời cũng không có chút kết quả gì? Sư phụ của ông lại không chính thức truyền pháp cho ông, quý vị biết không? Bởi vì ông tạo nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta cũng nghe nói nghiệp chướng gì cũng không sao, chỉ cần chúng ta có lòng hối hận là đủ rồi. Tại sao Milarepa có hối hận, nhưng phải trải qua 7 năm trời, nghiệp chướng của ông mới được tiêu trừ? Có ai biết không? Có thể vì ông không thành thật hối hận. Cho dù chúng ta hối hận, nhưng nghiệp chướng này vẫn còn tồn tại, bởi vì năng lực hối hận của chúng ta có hạn. Chúng ta nghĩ rằng mình đã hối hận đến mức cùng rồi, kết quả không phải vậy. Milarepa còn định gạt sư phụ của ông. Khi sư phụ của ông bảo ông làm những công việc lao động, ông vẫn còn có lòng than oán và nói với sư phụ của ông, vừa rồi ngài bảo tôi làm như vậy, bây giờ lại bảo tôi khiêng trở lại, đều là ý kiến của ngài cả, vân vân. Ông không cảm kích sư phụ của ông mà còn tranh luận với ngài. Ông không biết sư phụ của ông vì ông mà phải đau đầu, phải để lòng cảm thông qua một bên, dùng phương pháp khổ hạnh giúp đỡ ông, để nghiệp chướng của ông được sạch sẽ. Quý vị thấy rõ không? Nếu như Milarepa thật sự sám hối, thì dù khổ cực như thế nào, cũng thấy được nỗi khổ tâm của sư phụ ông, và sẽ nói, nghiệp chướng của tôi rất nặng, dù bây giờ tôi đau khổ, nhưng cũng không trả xong, tôi cũng sẽ không bị đau khổ như những người tôi đã sát hại. Lẽ ra, ông phải nghĩ như vậy. Nhưng lúc đó,
ông không suy nghĩ như vậy, mỗi ngày vẫn cứ than oán. Tại sao sư phụ không truyền pháp cho con? Con đối với sư phụ tốt như vậy, tại sao sư phụ không đối tốt với con? Sau đó lại tìm cách gạt sư phụ của ông, qua vợ của sư phụ của ông, qua đệ tử của sư phụ của ông. Ông muốn cầu pháp, nên gạt đệ tử của sư phụ của ông rằng, sư phụ muốn anh truyền pháp cho tôi. Điều này biểu lộ rằng ngã chấp của ông vẫn còn, cho rằng sư phụ đối với ta không tốt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tâm của những người sát sanh rất lạnh lùng, giết người xong rồi, quên mất nghiệp chướng nặng nề của họ. Tâm rất lạnh lùng mới có thể giết hại nhiều sanh mạng như vậy. Những người có tâm lạnh lùng, tu hành rất khó tiến bộ, vì có một bầu không khí rất lạnh ở bên cạnh họ. Bầu không khí lạnh này sẽ hấp dẫn lẫn nhau, ví dụ tâm của chúng ta rất lạnh thì sẽ không hấp dẫn được tình thương và sự ôn hòa đến bên cạnh chúng ta, khiến cho sự tu hành mới chậm như vậy. Cho nên tôi mới nói, điều khó nhất là hoàn toàn nghe lời của sư phụ, hoàn toàn tiếp nhận chỉ thị của sư phụ. Tôi nói một là một, về điểm này rất ít người làm được. Cho dù bề ngoài của quý vị không tranh chấp, nhưng bên trong cũng sẽ bị tranh chấp, nghĩ thầm rằng, mỗi ngày sư phụ đều nói thế này thế kia, tôi nghĩ rằng không đúng, mà ngài vẫn cứ bảo tôi làm. Hoặc là nghĩ rằng, sư phụ là phái nữ, lại trẻ tuổi, sư phụ không phải là tay nghề, về việc này ngài biết được bao nhiêu? Phần đông quý vị đều nghĩ như vậy, bên trong thường thường bị tranh chấp, cho nên không dễ dàng tiến bộ, bởi vì không có cách nào để phản bão hoàn đồng, không có cách nào trở lại tánh ngây thơ như trẻ thơ vậy. Trong Thánh Kinh có giảng, chúng ta cần phải trở thành như các em bé, thì mới có thể vào thiên quốc. Lão Tử cũng nói, chúng ta cần phải phản lão hoàn đồng mới có thể đắc đạo. Tuy hai cách nói khác nhau, nhưng cũng cùng một ý nghĩa, cho nên tôi mới khuyên quý vị không nên sát sanh. Về vấn đề phá thai, dù pháp luật quốc gia cho phép, nhưng những người làm công việc này thật sự có máu lạnh, tâm rất lạnh mới có thể làm được. Ví dụ người khác đối với chúng ta không tốt, công kích hoặc làm thương hại đến chúng ta. Lúc đó, nếu vì giận dữ, mù quáng mà chúng ta giết hoặc làm thương hại đến họ, như vậy chúng ta còn có thể nói vì lúc đó giận dữ, cho nên không có cách nào khống chế lấy mình. Nhưng một em bé yếu đuối vô tội, chúng ta lại nỡ đối xử với nó lạnh lùng như vậy, còn muốn giết nó, biểu lộ rằng chúng ta hết thuốc chữa. Cho nên tôi mới bảo quý vị cần phải giữ giới luật cho rõ ràng. Tuy chúng ta một bên hiểu rõ rằng chúng ta có tâm lạnh lùng, một bên cần phải kiềm chế lấy mình. Không thể nói tâm lạnh lùng thì cứ để cho lạnh lùng. Chúng ta có thể khống chế, cho dù chúng ta có trái tim lạnh, nhưng không làm những việc bất nhân. Như vậy thì từ trường của chúng ta mới không bị lạnh lẽo và không thâu hút quá nhiều bầu không khí chậm chạp, lạnh lùng, chướng ngại, cản trở. Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý thông cảm hòa đồng thì mới hấp dẫn lẫn nhau, cá tánh giống nhau sẽ trụ lại cùng một nơi. Chúng ta tạo ra những nghiệp chướng này không phải chỉ một lần sám hối là hết, bởi vì bất cứ hành động, suy nghĩ, động tác, ý niệm của chúng ta đều dính vào trong từ trường của chúng ta. Một khi ý niệm của chúng ta phát ra thì không thể thu hồi trở lại. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách phát triển, cho nên tốt nhất là chúng ta không nên tạo nghiệp chướng mới. Về nghiệp chướng cũ, tôi có thể giúp quý vị rửa sạch sẽ. Nếu như tạo nên những nghiệp chướng mới, quý vị phải tự mình gánh vác, vì đã biết mà cố ý phạm so với những nghiệp chướng mà chúng ta vô minh tạo ra trước đây có khác. Cho nên giới luật cần phải hiểu rõ ràng, chúng ta sát hại bất kỳ chúng sanh nào, hoặc muốn sát hại một người nào, sự suy nghĩ không tốt này, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về với chúng ta, làm hại chính chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể dùng phương pháp khác để bồi đắp lại những sự sai lầm của mình cho tốt đẹp hơn. Giả sử trước đây chúng ta phạm sát nghiệp,
bây giờ chúng ta đi cứu người, hoặc là trước đây chúng ta không thương yêu trẻ con, bây giờ có thể rước các em bé khác về nhà nuôi. Làm như vậy có thể bù đắp một chút sự sai trái của chúng ta trong quá khứ. Bởi vì bên trong của chúng ta còn có mặc cảm tội lỗi, chúng ta không thể sám hối đến mức độ không còn mặc cảm tội lỗi. Dù chúng ta sám hối như thế nào, nhất định vẫn còn mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi này sẽ kết vào trong từ trường của chúng ta, sau đó chúng ta không có cách nào để thoát được mặc cảm tội ác bên trong. Đó được gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm cho chúng ta, lúc vãng sanh, không thể an tâm ra đi, bởi vì từ trường của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến bầu không khí tương ứng, cho nên mới có người bị xuống địa ngục, có người lại được lên thiên đàng. Điều này là vì quan hệ về sự hòa đồng hấp dẫn lẫn nhau. Tại sao những người lương thiện hoặc những người đơn thuần tu hành tiến bộ rất nhanh? Bởi vì những người ngu đó không biết tranh luận nhiều, cũng không biết cách tranh luận. Những người đó tiến bộ rất nhanh, cũng giống như em bé vậy, hoàn toàn tin tưởng tôi, không một chút hoài nghi. Ở đây, chúng ta có rất nhiều người như vậy. Họ tiến bộ rất nhanh, nhìn về bên ngoài không thấy gì cả, nhưng họ rất thích tôi, rất tin tưởng tôi, rất thương yêu tôi. Tôi nói như thế nào thì họ làm như vậy. Bên trong không hoài nghi, bên ngoài cũng không phản đối. Quý vị gặp những người này thì biết, họ tiến bộ nhanh vô cùng. Có những người bề ngoài trông rất ngoan ngoãn, dường như rất tôn kính tôi. Nhưng sau khi quý vị nói chuyện với họ đôi lời, thì sẽ biết ngã chấp của họ rất lớn, không hoàn toàn tin tưởng tôi. Có những lúc chính họ cũng có nói ra, quý vị biết nhiều về những người này, mới biết người nào thật sự hiểu rõ giáo lý của tôi, người nào thật sự tin tưởng tôi. Nhìn bên ngoài, không thể phán đoán được. Quý vị tiến bộ nhanh hoặc tiến bộ chậm, không phải hoàn toàn dựa vào một mình tôi. Cần phải coi phản ứng của quý vị đối với tôi như thế nào. Quý vị tin tưởng tôi bao nhiêu, phản ứng bao nhiêu, thì quý vị tiến bộ bấy nhiêu. Tôi nói cho quý vị một bí quyết tiến bộ, quý vị đừng có kể lại cho người khác. Chúng ta tu hành tiến bộ hay không tiến bộ, thì chúng ta hãy xem tâm của mình đơn thuần hay không đơn thuần. Có những lúc chúng ta rất thích trở nên đơn thuần, nhưng chúng ta không có cách nào đơn thuần được. Điều này là vì từ trước đến nay, chúng ta đã tạo những nghiệp chướng lạnh lùng, cho nên giờ đây vẫn bị bức tường lạnh lùng đó ngăn cản trước mặt, không có cách nào hoàn toàn tin tưởng tôi, không có cách nào hoàn toàn cúng dường thân khẩu ý của chúng ta. Có một số đồng tu tu hành rất cực khổ, trông họ thật cố gắng, mỗi ngày tọa thiền 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng tâm của họ vẫn lưu luyến ở thế giới này, vẫn còn nghĩ đến quan hệ danh lợi, cho nên những người đó không thể tiến bộ. Rất có thể cần phải sanh trở lại một lần nữa, bởi vì họ vẫn còn lưu luyến và nghĩ đến thế giới này. Đối với những người đó, tôi cần phải an bài cho họ trở lại một lần nữa để tìm một vị minh sư khác học, sau đó mới có thể tiến bộ. Ở đây có một số đồng tu kiếp trước đã từng tu qua pháp môn Quán Âm, nhưng chỉ tu được một nửa. Nhưng vì còn lưu luyến thế giới, hoặc vì không đủ thành tâm, hoài nghi tôi, cho nên cần phải trở lại. Điều này giống như câu chuyện mà tôi đã kể. Có một người viết thư cho tôi, nói rằng sau khi thọ tâm ấn, mỗi ngày anh rất thành tâm, cầu sư phụ giúp đỡ, mỗi ngày niệm danh hiệu sư phụ, thật lòng tin tưởng sư phụ. Chỉ mới 2 tháng thôi, đã tiến bộ vượt bậc, lúc tọa thiền có thể đi đến nơi rất sáng. Sau đó lại sinh lòng hoài nghi, bởi vì anh nghĩ đến lời nói của vị thầy cũ khi trước, nếu như tu hành mà dương thần, âm thần xuất hiện, thì bị gặp ma. Vì vậy mà đâm ra hoài nghi giáo lý của sư phụ, hoài nghi pháp môn tu hành là không đúng. Kết quả đẳng cấp lập tức rớt xuống, cho đến bây giờ vẫn không có cách nào trèo lên. Từ ngày hôm đó không sao lên được nữa. Điều này cho thấy
ma chướng đối với chúng ta có rất nhiều trở ngại. Có người biết quá nhiều, học quá nhiều pháp môn, cũng rất khó tiến bộ. Tri thức và trí huệ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta càng có tri thức, càng ít trí huệ. Cho nên, những người đơn thuần, ngu khờ, tu hành dễ dàng tiến bộ hơn. Nhưng sau khi tiến bộ, cũng phải cẩn thận, không nên để thối bộ, cũng không nên kiêu ngạo, càng không nên nói cho người khác nghe. Nếu như nói cho người khác nghe, để cho người ta nghĩ rằng quý vị rất hay, thì quý vị hết đời rồi, đẳng cấp lập tức rớt xuống. Có ai có thể nghiệm này không? Nhất định có, cho nên tôi mới không cho phép mọi người đem thể nghiệm nói ra. Bởi vì nói ra rất dễ sanh tâm kiêu ngạo, mọi người đều đến ca ngợi, rồi cảm thấy mình quá hay, quá giỏi, người khác không có được thể nghiệm như mình, như vậy thật là phiền phức. Hoàn toàn giao hết cho lực lượng của sư phụ, hoàn toàn tin tưởng sư phụ, thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Ở đây có loại người đó không? Nếu có, thì thật là hiếm, tu hành sẽ tiến bộ rất nhanh. Có những người, lần nào cũng đến gặp tôi, cũng đi nghe kinh, cuối tuần đến đạo tràng, căn lều ở, nhưng những người đó không nhất định là thật sự tin tưởng tôi. Có thể, họ cảm thấy ngại ngùng nếu không tin. Ví dụ, họ cảm thấy ngại ngùng nếu không đi gặp tôi, nhưng ngược lại, ở nhà cũng buồn chán, chồng hoặc vợ đã đi rồi, một mình ở nhà cảm thấy không ý nghĩa gì, cho nên cũng vội vã đi theo. Nhưng như vậy cũng có lợi ích. Đến đây, nghe một hai lời cũng được khai ngộ, từ từ cũng bị mọi người tiêm nhiễm, cho nên mới nói, cộng tu rất hữu ích. Nếu chỉ có một mình, chúng ta rất khó tu hành. Có những lúc sẽ bị thối tâm, không có thiện tri thức, không có bạn bè, không có đồng tu. Có lúc chúng ta cảm thấy sao, mình không có thể nghiệm gì cả, không có tiến bộ, bởi vì chúng ta không biết nghiệp chướng mình rất nặng nề. Các vị minh sư thời xưa không công khai dạy nhiều người, bởi vì họ sợ không có thời gian để săn sóc nhiều người. Còn người bây giờ có băng thâu âm, băng thâu hình của tôi, vậy mà vẫn khó tin tôi, huống chi là trước đây. Chỉ gặp được minh sư một hoặc hai lần, nghe họ giảng hai ba lần kinh. Quý vị không có cách nào ghi nhớ được nhiều những lời họ nói, viết lại cũng lộn xộn. Có những lúc ngay cả chính quý vị cũng không hiểu. Chép lại không đúng, sau đó về nhà coi lại một cách qua loa. Không có cách nào cổ võ được niềm tin của chính mình. Cho nên Phật Thích Ca trước đây công khai hoằng pháp, có 5.000 người rời khỏi pháp hội của Ngài, bởi vì không tin tưởng những lời nói của Ngài là pháp môn cao cả nhất. Họ cho rằng tự họ đã biết rồi, làm gì có pháp môn tối cao nào khác phải học. Những người đó là những vị tỳ khưu ni thời xưa, chứ không phải chỉ có người tại gia mà thôi. Điều này cho thấy rằng, bất kỳ thời đại nào, chân lý cũng rất khó hiểu, bởi vì những phong tục truyền thống ràng buộc chúng ta quá chặt chẽ. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta sống trong tình trạng này, đã mấy mươi năm, đã quen rồi. Bây giờ gặp lại tôi, không dễ gì tin tưởng. Cho nên, chưa rời bỏ tôi, đã làm cho tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, không phỉ báng là đủ tốt rồi. Dù có mơ mơ hồ hồ theo chồng hoặc vợ đến thọ tâm ấn cũng không phải là tệ lắm. Từ từ tu hành nhiều mới có thể hiểu rõ, tu đến khi quý vị vãng sanh chắc cũng có kết quả. Bây giờ mỗi ngày tưới một ít nước, có những lúc gió thổi, có những lúc mưa rơi, có những lúc mặt trời chiếu rọi, cho dù có lúc tưới nước, có lúc không tưới nước, săn sóc một cách qua loa, cây cũng vẫn có thể trưởng thành. Ý của tôi là, lúc vãng sanh thì cũng vừa vặn là lúc trưởng thành. Có thể lúc đó sẽ hiểu biết được một chút, phải không? Nhưng ngay bây giờ, mỗi ngày cần phải chuẩn bị một ít. Nếu không, thì chẳng còn cách nào đi lên. Quý vị trước đây thọ tâm ấn, chỉ thấy tôi một hai lần mà thôi. Có người chỉ nghe kinh một lần là lập tức thọ tâm ấn.
Có người đọc được một quyển sách thì đến tấm ấn, có người nghe một cuốn băng thâu âm, có người chỉ đọc được bài giải nghĩa mà thôi là đến thọ tấm ấn. Ví dụ, có một vị xuất gia nơi đây, người thân của anh đem một phần giải thích về cho anh xem. Sau khi xem phần chân nghĩa Di Đà Tán thì anh đến thọ tâm ấn. Trước đây tôi không có xuất bản băng thâu âm, băng thâu hình, cũng không in sách, chỉ có một hai tập giảng nghĩa mỏng mà thôi. Ngoài ra còn có một vị đồng tu nghe người ta giới thiệu một hai câu về tôi là chạy đến tâm ấn. Cả Formosa nhiều thiền sư như vậy mà anh không lựa được ai lại chọn tôi. Anh đã từng lui tới rất nhiều nơi, thiền sư nào anh cũng biết. Trước đây thường thường có người đưa anh đi gặp rất nhiều vị thiền sư, bởi vì làm việc chung với anh muốn cho anh hiểu rõ thêm một ít về quan niệm đạo đức, cho nên đưa anh đi gặp các vị thiền sư. Kết quả anh không học với ai cả, về nhà cảm thấy không mãn ý. Nhưng sau khi anh gặp tôi, liền về nói với vợ anh rằng tôi đã tìm thấy rồi. Vợ anh nghe xong liền la anh, tìm thấy rồi, tại sao không đưa tôi đi? Hai người thật là vui, cho nên từ lúc gặp được tôi là dính cho đến bây giờ, niềm tin không một chút dao động. Thấy người ta rời bỏ tôi, họ cũng không xao xuyến. Vào lúc đó, ngay cả phần giải nghĩa cũng không cần, chỉ nghe tôi giảng kinh một lần mà thôi. Lúc nghe kinh, anh cứ cười mãi từ đầu đến cuối. Lúc tôi gặp anh, thấy người này sao cứ cười hoài vậy, dường như anh rất vui thích, về nhà lại dẫn vợ của anh đến thọ tâm ấn với tôi. Có những người vì có duyên rất sâu với tôi, nên mới có thể theo tôi lâu và tin tưởng tôi. Người khác, cho dù đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều băng thâu âm, nhưng cũng không hiểu được giáo lý của tôi. Điều này cho thấy rằng có sự khác biệt của đẳng cấp. Nếu quý vị có đi nghe tôi giảng kinh thì biết, tôi giảng rõ như vậy. Cuối cùng, lúc đặt câu hỏi, vẫn có người hỏi trùng nhau. Thậm chí có người bảo tôi nên đánh nhau với tông phái nào, cần phải báo thù rửa hận với Thiên Chúa Giáo, vân vân. Điều này cho thấy rằng, cần phải có đạo tâm mới hiểu được giáo lý của tôi, nếu không thì không dễ gì lãnh hội. Lúc tôi giảng kinh, quý vị ngồi đó nghe rất rõ ràng, nhưng có một số người không có cách nào để chú tâm, họ nghe không hiểu, giống như người bị điếc vậy. Thậm chí, có những lúc quý vị cũng cảm nhận được tình trạng này, lát nữa khi trở về, nghe lại băng thâu âm, đột nhiên hiểu rõ. Có phải như vậy không? Thời đại này cũng không tệ lắm. Có rất nhiều băng thâu âm để cho chúng ta từ từ nghe lại lần nữa. Nếu hôm nay tôi giảng nhanh quá, hoặc là quý vị nhìn mắt bị say, nghe gì cũng không vào, về nhà vẫn có thể nghe lại thêm một lần nữa. Tâm của chúng ta cần phải đơn thuần giống như trẻ thơ vậy, rất dễ dàng chấp nhận, như vậy tu hành mới tiến bộ mau. Nếu không, tôi cũng không có cách nào thôi thúc quý vị. Chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi mà thôi. Nhưng dù quý vị không tin tưởng tôi, hoặc không có cách nào thành tâm sám hối, thì cũng cố gắng làm, cố gắng tận dụng năng lực của mình, tự nhiên cũng có kết quả. Cũng giống như Milarepa vậy, tuy ông khá cứng đầu, tâm lại rất lạnh, nhưng ròng rã 7 năm, vẫn có kết quả. Rất có thể chúng ta chậm hơn ông ấy một chút, nhiều nhất là 10 năm. Chúng ta có thể cho mình thời gian, từ từ, cho dù 20 năm cũng không sao, còn hơn là vĩnh viễn, không có kết quả, phải không? Tuy có những người tiến bộ chậm, có người tiến bộ mau, nhưng chúng ta cần phải cố gắng làm. Dù sao cũng đã theo tôi học rồi, hãy tiếp tục học. Khoa học các pháp môn khác cũng vậy. Nếu tu không tốt, đời sau đầu thai trở lại, niệm Phật A-di-đà thì thật chán ngán, tụng kinh Nhật tụng cũng chẳng có ích lợi gì. Ví dụ thật sự phải tụng kinh Nhật tụng thì cũng có thể tụng, tụng xong rồi cần phải tọa thiền, hoặc là thật sự cần phải lại Phật gỗ cũng có thể lại,
nhưng lại xong rồi cũng cần phải đi tọa thiền. Nhưng tốt hơn chúng ta hãy bỏ những hình thức ấy, bởi vì chúng ta muốn học bài vở của đại học, không nên lưu luyến tiểu học. Không phải tôi nói những thứ ấy là vô dụng. Những thứ đó đối với các em bé rất hữu ích, ví dụ như nấm vú cao su đối với các trẻ em và bé sơ sinh đều rất có ích. Chúng ta phải công nhận như thế. Khi nói đến vô ích là muốn chỉ đến đối với những người lớn chúng ta mà thôi. Nếu không có ai cần tụng kinh lại Phật, tại sao lại còn có nhiều người làm như vậy? Ví dụ như không cần nấm vú, thì tại sao mỗi lần em bé khóc dữ dội, phải nhét một cái nấm vú vào là hết khóc? Điều này cho thấy rằng, đối với chúng, nấm vú là điều cần thiết. Chẳng qua chúng ta đã trưởng thành, không cần phải dùng nấm vú nữa. Trưởng thành rồi mà còn ngậm nấm vú cao su thì trông rất khó coi. Cho nên tôi mới khuyên quý vị, đừng lạy Phật gỗ. Chúng ta cần sớm rời bỏ hình thức bên ngoài đó mới có thể tiến bộ nhanh. Nếu chúng ta thật sự không có cách nào bỏ được, có thể vừa lạy Phật vừa tọa thiền, nhưng không nên đem hết tất cả thời gian để dùng vào việc lạy Phật mà không tọa thiền. Như vậy thật là lãng phí, và đối với chúng ta sẽ không có cách nào tiến bộ được. Người ta đã tốt nghiệp đại học, còn chúng ta vẫn bị ngừng lại ở tiểu học. Bây giờ được lên đại học, thì hãy học toàn sách vở của đại học, chớ nên lưu luyến tiểu học làm gì. Có câu hỏi gì thêm không? Nếu không có, hãy mau tọa thiền. Nếu chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần ngồi thiền nhiều, về sau tự mình có lời giải đáp. Đây là lời giải đáp tốt nhất. Sách của tôi tuy chỉ mới có 1-2 cuốn mà thôi, cũng phải coi nhiều, bởi vì quý vị vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong ấy. Càng đọc nhiều càng hiểu rõ, càng coi càng biết nhiều, càng phát hiện được những điều mới lạ. Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa vào ngày 29 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bí quyết tu hành tiến bộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tích khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.